bà cũng có giải quyết được cái gì đâu. Thôi bây giờ bà ra làm sao bà phụ tôi cho heo ăn đi. Tụi nó kêu inh nổi từ sáng tới giờ, nghe muốn nhức cái đầu luôn vậy đó. Mở mắt ra là nợ chồng chất. Tâm trạng đâu mà cho tụi nó ăn nữa. Cho tụi nó vô đó hết đi. Bà nói gì kỳ. Cái này là tình hình chung. Ê, nãy tôi đọc báo tôi thấy như giá heo ở vùng khác có dùng được 29 ngàn lần đó. Hồi đầu mà ông tin mấy cái báo lá cải đó. Bây giờ 23 còn không ai thèm mua nữa kìa. À, mà hôm qua chị Thu gọi điện đòi tiền cám với tiền thực phẩm đó. Cái kiểu này sao sống nổi hả mình? Ơi, bây giờ làm cái gì cũng không được. Biết sao đây trời. Có heo hơi bán không chủ nhà ơi? Ê, hình như có ai kêu cửa nhà mình kìa. Có heo hơi bán không chủ nhà ơi? Ê, có người mua heo mình ơi. Bà ra coi thử thôi. Mời chị vô nhà. Ừ. Ngồi đi chị. Dạ, mời chị uống nước chị. Trời ơi, nhà em á hả, có hai lứa heo hơi luôn á chị. Một lứa thì đi được rồi, còn một lứa thì một tuần nữa mới đi được. Chị cứ yên tâm, vô coi thoải mái. Heo nhà em là chia theo lứa đàng hoàng. Hàng tuyển không á. Tôi biết mà, vùng này nổi tiếng nuôi heo sạch, với lại chuyên cung cấp cho các trung tâm, cho nên tôi mới tới tận nơi để tìm mua đó chứ. Dạ, dạ đúng rồi chị. Heo nhà em hả, nuôi sạch lắm, an toàn, bảo đảm. Dạ, không giấu gì chị, hai vợ chồng em á, đang lo dữ lắm. Tại vì heo á, đến ngày xuất chuồng mà không có bán được. Hai tuần nay á, vợ chồng em á, chỉ cho ăn cầm cự thôi đó. Giờ á, chỉ mong bán được quà vốn để lấy tiền trả tiền thực phẩm thôi à. Nó nói heo bây giờ á rớt giá mà giá nó rẻ mạt vậy á, buôn lái nó ham lắm. Kinh doanh mà em, có lời người ta mới làm. Nhưng mà hai em yên tâm đi, chị mua đúng giá thị trường, thuận mua vừa bán, chị không có ép giá ai hết, không có như báo chí nói tùm lum la đâu mấy cưng, yên tâm đi. Thời điểm đó vợ chồng tôi nuôi heo nhưng mà bán không được. Bây giờ nuôi heo khó quá, heo tới ngày xuất chuồng mà không có người mua thì chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Nuôi thêm ngày nào là lỗ ngày đó. Nên khi mà bà thương lái đó xuất hiện á, bà tới tìm mua với giá cao hơn so với thị trường á, nên người dân mừng lắm. Sớm tôi có ba nhà cùng nuôi heo, ai cũng phấn khởi á, vì heo được giải cứu. Chẳng qua là chị ký hợp đồng với mấy công ty lớn, họ cần heo dưới 40 kg để mà về cấp đông làm heo quay. Đây nè, chị cho hai đứa coi hợp đồng chị ký với mấy công ty đàng hoàng nè. Đó, thấy chưa, chị làm ăn đàng hoàng lắm, không có như mấy thương lái khác đâu. Hai em yên tâm. Chị, heo dưới 40 kg á, bên nhà em đang có một lứa gần 20 con, hàng chất lượng, chị lấy nguyên bầy nha. Chị mua số lượng lớn, 20 con mà nhầm nhò cái gì, mà em đừng có lo. Dạ, nếu vậy á, lát nữa em dắt chị đi xung quanh vòng vòng xóm em nè, nhiều lắm. À, bây giờ hai đứa dẫn chị xuống coi heo đi. Dạ. Dạ, đi, mời chị. Thì coi cũng được, nhìn cũng không đến nỗi lắm. Chờ chị một chút, hai em đợi chị chút xíu nha. À, 18 con, ước tính là 5 tạ thì chị tính là 14 triệu. Rồi còn thiếu đủ hay là gì đó thì đợt sau mình tính tiếp với bài sau nghe. Dạ dạ. Sau khi mà dẫn bà ta xuống coi heo rồi á, bà ta tính tiền rồi trả tiền mặt liền. Sòng phẳng lắm.
Vợ chồng tôi và mấy người hàng xóm như chết đuối vớ được phao. Ai chậm đến kỹ lại em chị nha. Dạ đủ 58 đời à. Ừ vậy thôi chị về nhớ. Tuần sau chị quay lại nha. Dạ dạ. Nhớ để bài hát đó với chị nha. Dạ dạ dạ, dạ em mời chị. Chắc chắn là để cho chị chứ không để dài đó. Vậy là trời thương vợ chồng mình rồi anh ha. Cũng may á là mình chưa phải bán nhà để trả nợ á. Bởi vậy bây giờ tôi mới hiểu á nha. Coi như là trời xanh á, không có phụ lòng người mà. Mà cả xóm mình á, ai cũng phải biết ơn chị Thúy đó nha. Lát nữa chị đến á, mình mời chị bữa cơm nha. Ừ, được á. Hai vợ chồng có nhà không? Dạ có chị, có, mời chị vô. Mời chị. Ngồi đi chị, uống nước nha. Sao rồi, bầy heo của tôi như thế nào rồi? Đẹp ngất ngay, đều còn lắm chị ơi. Đúng rồi chị. Chắc chắn em đảm bảo với chị á, lứa này là ăn chắc luôn. Chắc chắn đúng không? Thiệt. Xe cân heo đang ở đằng đầu hẻm á. Chị kêu nó vô bây giờ ạ. Dạ dạ. Cho chị xuống coi bầy heo của chị đi. Dạ dạ, em mời chị. Chị nhẩm coi, chị tính coi. Đợt này hai vợ chồng được 26 triệu nha. Dạ dạ. Bà ký, ừ bà ký đi. Mà nói thiệt với hai đứa là cái lứa heo vừa rồi mà chị mua giùm cho hai đứa đó, công ty nó chưa có thanh toán tiền cho chị. Nó khóc với chị là 3 ngày sau nó mới trả. Cho nên là chị khóc với hai đứa, 3 ngày sau nữa chị gửi tiền cho hai đứa nha. Và hồi nãy á, ở đầu xóm, đầu hẻm là chị cũng khất mấy anh chị ở ngoài đó. 3 ngày nữa chị trả tiền. Nhưng tới lần thứ hai bà ta tới á, bà ta nói là công ty á chưa có thanh toán đợt đầu, nên hẹn vợ chồng tôi á giờ lấy heo trước, đợt sau á tới sẽ trả. Bà ta còn đưa vợ chồng tôi xem giấy cam kết nợ mà hàng xóm đã ký nữa. Vợ chồng tôi cứ nghĩ làm ăn mà, có lúc này lúc khác đồng ý cho bà ta khất nợ lần này. Chị gửi giấy này cho em nè. Dạ. Thôi, con chị về nha. Thưa quý vị, khi nói đến các đối tượng tội phạm lừa đảo, chúng ta có thể thấy rằng bọn chúng rất chịu khó tìm tòi nghiên cứu nhằm tìm ra những chiêu thức mới lạ hoặc cải tiến và nâng cấp những chiêu thức vốn đã cũ, từ đó áp dụng vào nhiều trường hợp khác nhau để chiếm đoạt tiền bạc và tài sản của người dân. Bằng những chiêu thức tinh vi, bọn tội phạm đã lừa được không ít người dân mua cây cảnh giả như sung, sari, kim phát tài, lộc vườn với giá gấp đôi. Cùng xem với Nguyên Khang xem bọn lừa đảo đã sử dụng cách thức nào mà khiến cho rất nhiều người dân mua về trưng nhé. Khách tới, khách tới, khách tới. Chào chị, mua cây cảnh hả chị? Ừ, chị đang tìm mua cây này. Dạ. Cây này giá nhiêu em? Dạ, cây này là cây ghép, giá là 400. 400 hả? Dạ. Ủa sao mắc vậy? Không mắc đâu chị, tại vì cây này cây ghép, tụi em tốn rất là nhiều công sức để mà chăm sóc nó. Sáng đó khi đi công chuyện về, thấy ở tiệm cây cảnh có bán cây sung, tôi liền chạy tấp vào hỏi. Thấy cây sung cảnh á, trái thì xum xuê, ôm từ gốc tới ngọn, nhưng mà giá bán á, thì tới 400 ngàn một cây lận. Giá gì là được rồi đó, chị biết không, hôm Tết á, 700 ngàn một cây luôn á. Chân trong nhà họ trái ra xum xuê luôn á, ai tới nhà cũng thích hết á.
Trời ơi, Tết mà cây này 700 ngàn. Dạ, em nói dạ. Thiệt đó. Ôi trời, sao mắc vậy ta? Trời ơi, nhìn vậy với mà, chị mua về, chị chăm sóc á, chị bón phân thôi coi. Trái ra đầy luôn á. Rồi lúc đó hả, lại có thêm một người phụ nữ đứng lựa mua cây ở gần đó. Cũng nói hả là cái giá này là rẻ nhất rồi. Tôi mà không mua thì chị ta mua. Nghe chị ta nói hả, tôi càng có thêm lòng tin nữa. Chứ thật á, phần thì tôi cũng muốn mua cây sung từ lâu rồi. Phần á thì nghe người phụ nữ đó khen cái cây dữ quá, nên tôi mới đồng ý mua. Trời ơi, đã rẻ rồi còn bớt 50 nữa. Nè, nếu chị không mua thì đó, em mua đó nha. Trời ơi, nhìn cái thanh á, mập gì á, tốt lắm á. Trời, em mà mua về nhà em mừng liền á. Với lại có gì em cho chị số điện thoại của em. Nếu mà cây này có vấn đề gì á thì chị báo em xuống nhà chị, em chăm sóc giùm cho chị. Em chỉ chị cái cách á để mà cho ra trái nhiều như vậy luôn. Chị yên tâm. Trời đi ơi, thích quá ha. Thôi được rồi, chị lấy cái này đi. Dạ. Chị lấy cái này, chị có lấy thêm phân bón gì không? Không, nhà chị còn phân. Vậy chị thanh toán tiền đi 350. Rồi em khiêng cây này ra đó cho chị. Em có dây đàn đàng hoàng luôn, chị yên tâm. Trời, cây này tốt ghê quá ha. Được. Rồi. Trời ơi, đi kiếm ngoài á, trời mới gặp á. Cảm ơn chị. Rồi mang xe chị đi. Mua được là may lắm á. Ít trời đất ơi. Ủa sao cây kỳ ta? Tuy nhiên á hả, sau khi trưng cái cây sung trong nhà được một tuần á thì tôi mới phát hiện là cái thân cây lá vẫn còn tươi nha, nhưng mà chùm trái sung á thì bị đỏ dần, có trái á thì đen thui luôn. Còn cái chùm nối trái sung với lại cái thân cây á thì được khoan một lỗ sâu dán bằng keo dính mùn đen rất là tinh vi. Nghe nè anh Tư ơi. Trời ơi, chết rồi. Ủa, cây chị cũng bị luôn hả? Nè anh Tư, cái cây tôi không biết hiểu sao vậy nè. Mà bữa hôm anh thấy không, tôi mua về cái trái sum xuê mà lá nó tốt lắm kìa, mà sao hôm nay nó vậy nè? Tôi định qua nói chị là hai cái cây chị giới thiệu tôi mua nè, chỗ cái cửa hàng gì đó, hôm nay trái nó rụng hết trơn á. Trời, mà néo xèo à. Ủa, của nhanh vậy hả? Bởi vậy tôi mới qua tôi định hỏi chị sao nè. Trời ơi, chết rồi, không biết là chị sao biết không? Để coi coi, y chang tôi luôn. Bây giờ nó dùng cái thủ thuật gì đó, nó dán cái keo lại, chị nhìn không ra luôn, nó héo nó rụng này chị mới biết đó. Đúng rồi nè, nó dùng keo nó dán này, thấy không? Trời đó. Ơi, tôi hoảng hồn không biết làm sao á. Thì vừa lúc đó anh Tư bên cạnh nhà hốt hoảng chạy ra. Ảnh nói cây sung của ảnh mà hôm bữa tôi chỉ chỗ ảnh mua cũng bị tình trạng giống như tôi vậy luôn. Lúc đó hả, tôi trấn an anh Tư là vì chỗ mua cây sung này là tiệm cây cảnh đàng hoàng mà, chứ đâu phải là mua của mấy người bán chạy đâu mà sợ. Nên tôi với anh Tư lấy xe chạy ra đó hỏi thử. Thôi bây giờ tiền xe anh chở tôi đi ra chỗ đó xem sao nha. Rồi, đi để lên tôi lấy cái lóng. Kỳ vậy ta, hai cái thằng này làm mình mất uy tín hết trơn. Đây rồi. Coi cây hả cậu? Coi đi. Nè nè cậu. Dạ. Cho tôi hỏi cái cậu mà thanh niên bữa hôm bánh cái cây đây đâu, cây cảnh ở đây đâu? Đâu có đâu, con là chủ ở đây nè. Cái bữa đó cái mặt bằng của con còn rộng, rồi nó nói là nó lại đây nó chia mặt bằng lại với con. Rồi không, nó còn bán phân giùm con nữa. Không có, bữa hôm mà cậu nói là chủ ở đây mà có cả cái bà mập mập nữa. Chủ đâu mà chủ, hồi sáng giờ quá trời bà con ai cũng lại hỏi con hết trơn á. Khi mà tới nơi hả, tôi thấy lạ là phường trước tiệm trống trơn à. Chủ tiệm cây cảnh là một người khác chứ không phải là người thanh niên lần trước. Hỏi chuyện ra thì mới tá hỏa là tên thanh niên kia chỉ thuê một phần trước của tiệm cây cảnh để bán mấy cây sung giả này thôi, nhằm tạo lòng tin cho người dân mua thôi. Ngoài tôi với anh Tư ra là còn có nhiều người dân cũng bị gạt như vậy nữa. Tôi nghĩ chắc là cái người phụ nữ mà đứng đó mà khen cái cây sung thì cũng là lừa đảo luôn rồi. Con cũng bị lừa giống như cô chú vậy đó. Trời đất ơi. Bây giờ nè, tôi nói cho chú biết, mai mốt chú có cho ai mượn hoặc cho ai thuê mướn gì đó thì chú phải coi thế nào. Chứ làm gì là thiệt thòi cho tụi tôi quá đi. Dạ. Rồi chú coi chừng bị thưa kiện nữa, vi phạm pháp luật đó nha. Dạ dạ, cô chú thông cảm giùm cho con. Lần sau con muốn giúp ai, con cho ai thuê mướn hoặc nhờ cái gì đó thì con phải hiểu kỹ mới là cho người ta nha. Chứ không ai làm ảnh hưởng cái chỗ mua bán của con, rồi ảnh hưởng cho những cái người khách hàng như chú nữa. Nghe không con? Dạ dạ. Con biết rồi cô chú. Dạ con xin lỗi cô chú.
Thưa quý vị, điểm chung của người dân khi mua phải cây cảnh giả chỉ phát hiện ra mình bị lừa sau khi đem về nhà chưng khoảng 3 ngày đến 1 tuần. Hầu hết cây cảnh với giá rẻ như vậy sau ít ngày bị héo rũ, trái đỏ dần và lộ ra vết gắn bằng keo vào thân cây. Khi phát hiện, người mua không thể gọi được cho người bán hay là gọi điện được khi biết mình bị lừa vì kẻ gian chỉ thuê mặt bằng để bán. Nguyên Khang được một số nghệ nhân chơi cây cảnh chia sẻ lại. Người dân không nên cả tin nhìn bên ngoài cây cảnh bởi kẻ gian có thể dùng các thủ thuật gắn, dán, xịt thuốc giúp cho trái xanh khá lâu trước khi héo rũ và rụng trái. Nếu để ý kỹ, người dân có thể phát hiện được thân cây có chỗ khoan thủng để gắn chùm sum vào rất sâu rồi dán keo dính lại. Để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra, người dân mua nên kiểm tra với một số cây cảnh hay bị làm giả như sum, kim phát tài, mai, mận, ổi, v.v. Người mua có thể thử bằng cách lay nhẹ chùm sum xem có mối keo dán hở ra hay không. Chùm sum thật có cuốn rất dai nên khi lay thì không bị ảnh hưởng. Đến đây thì thời gian dành cho chuyện cảnh giác đã hết. Nguyên Khai xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 16:30 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Nguyên Khai cũng rất mong thông qua chương trình, quý vị khán giả sẽ trang bị cho mình những kiến thức hữu ích để phòng tránh được chiêu trò của bọn lừa đảo. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc. Nguyên Khai xin kính chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, cảnh giác là chuyện không bao giờ thừa trong xã hội. Từ trong nhà ra ngoài phố, kẻ gian sẵn sàng giở trò khi gặp điều kiện thuận lợi. Và chúng ta cũng sẽ dễ dàng trở thành miếng mồi ngon của bọn chúng nếu sơ hở phô trương tài sản của chính mình. Và trong chương trình ngày hôm nay, Nguyên Khang cũng sẽ giới thiệu đến quý vị ngay sau đây vụ việc đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đang điều tra về việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do một nhóm đối tượng thực hiện. Cùng xem diễn biến của tình huống ngay sau đây quý vị nha. Dạ, con chào cô Huệ. Dạ, con tên là Tuấn. Dạ, cô cho con hỏi thăm là con thấy cô đăng trên mạng là cô muốn bán nhà hả con? Vậy có ai mua được chưa con? Dạ, chưa ai con. Dạ, vậy con theo cái địa chỉ này có gì ngày mai con ghé con coi nhà con ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, rồi. Trời ơi, con tính lúc giờ. Dạ, cảm ơn con. Một con mồi nữa. Dạ. Vô đây đi con. Dạ. Phải sáng con gọi điện thoại cho cô không? Dạ. Con đó con tên là Tuấn. Nhà mình đẹp quá hai con. Uống nước đi. Dạ. Rồi cô dẫn con đi một vòng xem sao nha. Dạ. Khỏi đi cô. Con nhìn cái phòng khách này con thấy cũng đẹp. Con thích rồi đó. Để con về con báo lại gia đình của con. Gia đình có biết sao không? Con coi nhà chủ yếu là coi giúp cho chị của con. Chứ con có tiền bạc gì đâu mua. Dạ. Cô thì sắp đi qua Mỹ. Dạ. Qua ở với con gái. Cho dạ. Nên cái nhà này cô cũng không có sử dụng đến. Cô mới cho thuê hay là bán gì đó mà. Ủa cô, là cô đi qua Mỹ là cô du lịch hay định cư? Cô định cư. Dạ. Mà trước nhất là 30 này nè thì cô qua đó cô chơi thôi. Để hoàn tất thêm một số thủ tục đó mà. Nhưng mà cũng phải nửa tháng đó nghe. Dạ. Do đó con mà có mua hay là thuê nhà này thì phải nhanh nhanh nghe. Chứ không ấy là tới 15 tay thì con mới về đó. Dạ. Con nhìn cái nhà thì con thấy thích rồi đó. Để con về con báo với chị của con. Nhưng mà cô giúp con cái là cô cho con mượn cái giấy photo quyền sử dụng đất hả cô? Để con đi chứng thực. Ủa mà để làm chi vậy con? Dạ, con nói cô đừng có dặn. Tại vì đây là cái chuyện mua bán nhà thì nó là chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Làm ra con cũng hơi kỹ tính một chút. Chứ mà lỡ mà con muốn xác chứng coi cô có gọi là có bị thế chấp nhà không. Chứ đỡ mà cô thế chấp rồi thì chết con. Tại nhiều cái người hay làm vậy lắm cô. Dạ. Ủa chuyện gì? Đợi con chút xíu nha. Dạ, thông cảm nha cô. Con gái tôi đang sinh sống bên nước ngoài, chuẩn bị sinh nở. Tôi ở đây cũng chỉ có một mình nên tôi mới đăng bán hay cho thuê nhà để qua bên nước ngoài sinh sống với con.
Sau khi dẫn người thanh niên đó đi xem nhà, anh ta ưng ý, nhưng không phải là anh ta mua, mà là coi giùm bà chị. Mà anh ta yêu cầu tôi đưa bản photo giấy sở hữu nhà đất để xác thực tài sản không có nợ ngân hàng. Khi đó tôi thấy cũng bình thường thôi, giấy photo cũng đâu có giá trị, chỉ khi có bản gốc mới có hiệu lực. Dạ. Vậy con mượn này con đi con chứng thực nha cô. Ừ. Dạ. Con cứ đi lên chảnh coi đi. Dạ. Nhà này là của cô đàng hoàng, không có bậy bạ đâu. Dạ. Thì con cũng kỹ thôi chứ không phải là con đang nghi gì. Thôi chào cô con đi ha. Cái gì con vài bữa con quay lại thì con mình gì cô tiếp. Trả lời cô sớm sớm nha. Dạ cô yên tâm. Dạ con đi trước nha cô. Qua hôm sau á, người thanh niên đó đến cùng với chị gái của cậu ta và đề cập với tôi chuyện đồng ý mua nhà. Hai đứa ngồi đi. Dạ. Chị đang sao? Dạ cảm ơn cô. Uống nước đi cô. Dạ cảm ơn cô. Uống nước đi mấy đứa. Dạ chào cô. Dạ con tên là Hạnh, là chị của Tuấn. Cô có nghe Tuấn nó giới thiệu rồi, như đang con đang cần mua nhà đúng không? Dạ. Có cần đi xem nhà không? Dạ bây giờ cô có thể cho con mượn lại cái bản gốc để con coi lại chút xíu được không cô? Được chứ con, hồi nãy Tuấn nó có gọi điện thoại cho cô rồi. Cô đang chuẩn bị sẵn sàng đây nè. Dạ. Con cứ coi đi, mua nhà mà đâu phải chuyện đơn giản đâu. Dạ. Nè em coi. Dạ. Kiểm tra lại giùm. Dạ, chị em đi xem. Để chị coi nhà. Dạ. Công nhận nhà của cô á, thiết kế đẹp dễ sợ luôn á. Mà những cái màu sắc thì nó hài hòa với cái khu nhà của mình nữa. Uống nước đi con. Nhà cô đẹp ghê. Phòng khách rộng rãi thoáng mát, màu sắc bố trí rồi đẹp. Con có thể đi xuống làm sao coi mấy cái công trình phụ bếp nút được không cô? Được con. Đi cô dẫn con xuống. Nhà cô lúc nào cũng lo nhà lau dọn thường xuyên, thành ra lúc nào sạch sẽ đó. Đi. Dạ. Đi con. Cô dẫn cho con đi con một vòng á. Dạ dạ. Dạ. Đó, con thấy không? Sạch sẽ không? Dạ. Sạch sẽ đẹp. Đó, chịu. Cô mới ốp gạch lại đó, đẹp ghê chưa? Dạ, đẹp quá trời luôn. Trời ơi, con thích quá, con ưng quá cô ơi. Ưng cái nhà của cô quá trời. Trời ơi, nhà của cô đẹp ghê á. Đẹp con thích quá trời luôn á cô. Dạ. Trời ơi, chiều luôn á nha. Dạ. Vậy con đồng ý chưa? Dạ, con á thì thích lắm. Dạ. Con đồng ý nhưng mà để con gọi điện thoại hỏi ông xã con cái nha con. Tại vì ý kiến của ổng á mình phải tôn trọng. Để chị ra ngoài gọi điện cho. Dạ, dạ, dạ. Xíu nha. Dạ. Đáng lẽ là hôm nay con dắt ảnh tới đây coi luôn, nhưng mà tại ảnh đi công tác xa cho nên con không có dắt được. Dạ cô đợi con chút xíu con gọi. Dạ. Con cứ gọi đi. Dạ dạ. Cô con trả lại cho cô. Nhà cô mà giấy tờ là đàng hoàng hết á. Dạ. Thì tụi con kỹ thôi cô chứ sao phải lòng tin cô. Nhà này con thích lắm, thoáng mát, yên tĩnh. Cô bán cái nhà này là cô tiếc lắm á. Chứ ở đây dạ. Mà yên tĩnh thoáng mát lắm. Sao chị? Dạ. Sao rồi con? Dạ dạ con xin lỗi cô. Tại vì ông xã của con, ổng không chịu. Ổng đòi mua nhà ở thành phố để đi làm thuận tiện hơn, ở đây hơi xa. Cô thông cảm cho con nha cô. Tiếc quá ha. Nhà cô tuy rằng nó không phải mặt phố thiệt, nhưng mà được cái nó yên tĩnh mà thoáng mát lắm. Dạ. Bữa nào con dẫn chồng con qua coi thử coi nha. Dạ. Nhiều khi ông thay đổi đó. Dạ. Thì ngại quá con xin lỗi cô, thành thật xin lỗi cô luôn. Mà hôm bữa em nói bạn em làm công trình gì gần đây nè, cần thuê nhà để cho thợ thuyền để ở đó. Em cô, giới thiệu cho cô đi. Không ấy bây giờ nếu bây giờ cô không bán thì thôi cô để cho thuê lại cho lính con ở. Thợ lính con làm công trình gần đây á mà không có chỗ ở. Hay không? Con xin phép đi về. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Chào cô. Thiệt cảm là ngại. Xin lỗi cô. Dạ. Tiếc quá. Mặc dù hai chị em của cậu ta tới coi nhà ưng ý hết, nhưng mà khi gọi điện hỏi ý thì người chồng lại không ưng.
Qua mấy ngày sau thì có một người phụ nữ điện thoại cho tôi. Cô ta nói là cô ta là bạn của người thanh niên kia và muốn thuê nhà của tôi để cho công nhân ở. Khi đó tôi báo giá thuê nhà là 14 triệu một tháng và cô ta cũng đồng ý ngay. Qua hôm sau, cô ta tới và đã làm sẵn hợp đồng rồi. Tôi chỉ cần đưa chứng minh nhân dân và hộ khẩu photo có công chứng là được. Khi mà ký vào hợp đồng, mỗi người giữ một bản. Sau đó cô ta nói là tôi ký thêm một bản nữa để nộp giấy này lên phường để chứng minh là nhà này cô ta đã thuê. Cô ta lật mặt sau cho tôi ký. Lúc đó tôi cũng chủ quan tin lời cô ta nên cũng chẳng kiểm tra hay đọc lại. Soạn ra rồi cô thương lượng giá cả cho con luôn, làm hợp đồng. Được rồi, con đợi cô xíu nha, cô cũng để sẵn ở trong đó rồi đó. Dạ. Đây nè con, đây là hộ khẩu với là chứng minh photo trong đó đó. Dạ. Tên tuổi cô luôn á. Sau khi mượn hộ khẩu xem, cô ta đồng ý thuê nhà với giá là 14 triệu một tháng. Rồi sau đó cô ta làm hợp đồng thuê một năm, đặt cọc trước tiền của 3 tháng cho tôi. Nên tôi đồng ý cho cô ta thuê. Dạ đây. Ừ. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. À vậy mai có gì á, con dọn nhà tới rồi con thanh toán cho cô luôn nha. Ừ, không có gì đâu. Dạ. Mai con dọn tới rồi mình thanh toán nhau luôn ha. Dạ, dạ rồi, dạ con chào cô. Rồi, chào con. Dạ. Sao anh? Giấy tờ đầy đủ hết rồi anh? Nói chung là anh coi căn nhà này anh thấy cũng rất là ân ý. Dạ. À, giấy tờ nó cũng hợp lại. Dạ. Nói chung là mua căn nhà này thấy ưng cái bụng lắm á. Dạ. Căn nhà này mà anh mua là anh làm ăn lên lắm á. Phong thủy lắm anh. Ok. À, vậy bây giờ thủ tục giấy tờ mình xong hết rồi. Dạ. Thì bây giờ hai đứa em theo anh ra ngân hàng. À, mình làm hồ sơ chuyển tiền. Dạ dạ. Dạ đúng anh. Dạ. Dạ. Rồi giờ em mời anh đi. Anh chìa khóa nè anh. Khóa nhà đó anh. Dạ. À, đưa anh đi anh. Ok. Dạ, dạ anh đi ra. Đây trước. Dạ. Báo cho chị Hạnh chị biết đi. Thành công rồi đó. Ừ. Công bà cũng lớn tội nghiệp hả? Đi qua Mỹ được một thời gian thì tôi gọi về cho người thuê nhà xem tình hình nhà của tôi như thế nào. Nhưng gọi hoài không có được, điện thoại đã khóa máy. Đến lúc đó tôi mới nhờ hàng xóm sang xem. Thì mới hay là bọn chúng đã đem nhà tôi bán cho kẻ khác. Dở lẽ ra thì cái hợp đồng mà tôi ký không có kiểm tra lại á, chính là hợp đồng ủy quyền cho cô ta được bán căn nhà. Theo thủ tục mua bán nhà thì chỉ cần có thêm hợp đồng ủy quyền này á, thì coi như giấy tờ đã hợp lệ. Thật là lỗi cũng một phần do tôi mà. Lúc đó có người thuê nhà, tôi mừng quá nên lơ là mất cảnh giác. Sau khi biết mình bị lừa, sau chuỗi lại nhiều tình tiết, nạn nhân nhận ra rằng đây là màn kịch hết sức tinh vi của bọn lừa đảo. Bọn chúng cố tình dàn dựng để trong lúc nạn nhân đưa ả phụ nữ bịp bợm kia lên lầu thì gã thanh niên đã tráo sổ đỏ giả vì đã lấy được bản photo giấy chủ quyền, rồi sau đó đưa đồng bọn đến tiếp tục thu thập thêm các loại giấy tờ tùy thân của bà. Nguyên Khang được biết thêm là cơ quan chức năng cho biết hiện đang thụ lý nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này nên khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác. Nguyên Khang mong rằng bà con đừng chủ quan đưa giấy tờ nhà đất photo cho bất kỳ ai. Nếu có ra công chứng thì cũng nên đi cùng để tránh hậu quả mất nhà tiền tỷ quá lớn như nạn nhân trên. Đến đây thì Nguyên Khang cũng xin nói lời chào tạm biệt. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của Chuyện Cảnh Giác 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Nguyên Khang cũng rất trân quý những ý kiến đóng góp mà khán giả đã gửi về cho chương trình. Ekip chúng tôi sẽ ghi nhận và chương trình sẽ ngày càng một được hoàn thiện hơn nữa. Nguyên Khang xin chúc quý vị cuối tuần thật vui vẻ và nhiều sức khỏe. Nguyên Khang xin kính chào và hẹn gặp lại. Vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và tiến hành điều tra xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tên lừa đảo đã giả vờ đăng bán chiếc điện thoại để rồi sau đó đánh tráo bằng chiếc điện thoại mô hình mà nạn nhân không hề hay biết. Cùng theo dõi với Nguyên Khang để nhận ra được chiêu thức của bọn chúng quý vị nhé. Dạ
anh có phải là anh Khôi không? Đúng rồi. Dạ. Em phải Quý không? Dạ em là Quý nè. Dạ. Tại anh đợi em có lâu không? Tại mưa quá trời luôn. Cũng không sao. Dạ. Cho ly cà phê anh ơi. Dạ anh cho em coi cái điện thoại anh. Này. Cái điện thoại này á là của bà chị. Bà đang xài mà bà đổi điện thoại mới á nên dạ. Giờ bà muốn bán lại bà nhờ mình bán lại giùm á. Dạ. Điện thoại này của chị anh đó anh. Đúng rồi. Tôi đi làm dành giùm được một ít tiền với ba mẹ cho thêm một ít nữa. Thành ra tôi muốn mua một cái điện thoại đời mới hơn. Sau khi tham khảo nhiều điện thoại trên mạng thì tôi thấy anh ta đang bán điện thoại còn khá là mới. Giá của anh ta đăng trên mạng tôi thấy cũng vừa với túi tiền của mình. Nên tôi gọi điện thoại tôi hỏi. Anh ta hẹn tôi ở một quán cà phê để gặp trao đổi thêm. Anh, lúc đầu á em thấy anh có ghi là giá thương lượng á. Vậy anh bớt cho em rẻ rẻ xíu được không? Tôi thiệt với em á là anh thấy em á trời mưa trời gió vậy, em cũng có lòng. Em tới đây em mua, nói thật là thôi bây giờ anh bớt cho em 500, là còn 10 triệu. Vậy nhá. Anh mở máy cho em coi lại. Đó thấy không? Cảm ứng 3G wifi còn ok hết luôn á. Đó. Chụp hình thì nét. Còn mới mà con gái nó xài kỹ tính lắm nên em yên tâm đi, em thấy vỏ rồi chưa rớt chưa bung bây giờ. Vậy thôi bây giờ chốt giá 10 triệu cho em nha. Rồi 10 em, triệu. Em mua cái máy này. Cà phê đắng quá. Để em vô em xin miếng đường đi. Rồi 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 rồi. Máy cảm ứng còn tốt ghê. Dạ. Dạ. Anh thích cái máy này nữa. Đâu anh cho em xem lại. Đây, em coi đi, em test máy thoải mái. Dạ. Ủa anh, mà cái máy này á, dây sạc thì sao anh? Sạc pin nó có lâu không hay là nó có bị nóng máy gì không anh? Chết anh đi gấp quá anh quên mất tiêu đem theo rồi. Nhưng mà bây giờ cái điện thoại này phải xài đúng hàng chính hãng của nó mới được. Chứ xài mua đồ dởm ở ngoài thôi. Em yên tâm đi, bà chị anh đưa nguyên cái hộp đó luôn. Trong đó là có cục sạc tai nghe rồi còn y số email luôn. Dạ. Em check lên cho em check bao em test luôn. Check trên mạng là còn nguyên số email luôn nha. Dạ. Bà nhà anh gần đây nè. Đi khoảng chạy xe máy đây nó khoảng 3 phút à. Dạ. Tới à. Vậy em đi với anh xuống nhà anh đi nha. Dạ. Theo anh về lấy cục sạc cho. Dạ anh về anh lấy cho em nha. Em đi với anh chứ. Dạ dạ đúng rồi. Rồi rồi ok. Rồi anh cần để anh giữ cái máy đi nha. Dạ. Tiền cà phê anh ơi. Dạ 30 anh ơi. Để anh gửi nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Thôi mình đi em. Đồng ý với giá mua. Sau khi anh ta nói giờ cùng với anh ta về nhà lấy phụ kiện. Thú thật gì là tiền của mình chưa có đưa mà. Cũng đâu có sợ anh ta bỏ trốn. Tới nơi anh ta đi vào trong nhà để lấy phụ kiện. Do trong hẻm tối thui à, nên tôi nhìn không có thấy cũng không biết nhà anh ta ở đâu nữa. Em đứng đây chờ anh chút nha. Anh vô trong anh lấy phụ kiện ra cho em. Ủa sao không chạy vô trong anh đi theo luôn nè. Bữa nay bên trong nhà có tiệc, đám tiệc rồi đó. Nên nó đường nó đông lắm, chạy xô vô kìa lắm. Em coi cái xe mà anh xíu. Dạ vậy cũng được. À, vậy nha. Chờ lâu không? Dạ, không lâu anh. Chờ anh chút.
khảo với em. Okay. Đây cũng xác rồi. Điều kiện đây. Đó, điều kiện. Đó, đầy đủ hết nha. Nghe nè, sạc linh luôn á, số điện máy còn nguyên cách ở trên. Dạ, cảm ơn anh. Em kiểm tra điện thoại kỹ lên một lần nữa giùm anh đi. Dạ, ok rồi anh. Thôi em gửi tiền cho anh nha. Để bảo bảo cái vô hộp đi. Dạ. Ủa anh, ủa điện thoại còn để xin này hay gì mà thấy nó đeo vậy? À, số của bà chị có gọi nè. À. Dạ em nghe chị. Dạ em bán được điện thoại rồi. Dạ thằng em mới mua rồi. Dạ, để em tháo sim ra, em quên tháo sim mà. Em xin lỗi nha, để em tháo cái sim ra đã. Khi tôi đang đếm tiền á, thì nghe điện thoại anh ta reo lên. Vậy là anh ta đưa cho tôi, mà chưa có tháo cái sim ra, nên tôi cũng chẳng nghi ngờ gì hết, mà đưa điện thoại lại cho anh ta. Nào có ngờ đâu, cái lúc mà anh ta trả điện thoại cho tôi á, thì cái điện thoại đã bị đánh tráo bằng một cái giả rồi. Dạ anh đi. Có trục trặc gì cứ alo trực tiếp anh. Dạ. Mấy nó còn nguyên rim nó có gì đâu, không có sao đâu. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, nha. Dạ. Ủa, anh nói nhà anh trong đây mà sao anh chạy hướng kia ta? Cái máy nó không lên. Tôi chủ quan không kiểm tra lại. Chỉ tới lúc mà tự dưng nãy anh ta nói là nhà ở trong hẻm này, sao tự nhiên chạy thẳng luôn. Tôi nghi ngờ, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm, nên tôi mới lấy cái điện thoại ra xem, thì mới biết đó là cái điện thoại đồ chơi. Tôi lật đật đuổi theo, mà nhiều hướng rẽ quá, tôi đâu có biết anh ta chạy hướng nào đâu mà đuổi theo. Cũng tại do tôi chủ quan không cảnh giác. Phải chi khi anh ta đem cái điện thoại lại đưa tôi cẩn thận kiểm tra thì đâu có mất tiền oan uổng như vậy đâu. Nạn nhân bỏ ra số tiền 10 triệu đồng để mua một chiếc điện thoại còn khá mới đang thịnh hành hiện nay. Cứ tưởng là mình mua được một món hàng giá hời, nhưng không ngờ đã gặp phải tên thanh niên lừa đảo đánh tráo bằng chiếc điện thoại mô hình chỉ có giá trị để làm đồ chơi. Mặc dù nạn nhân đã rất cảnh giác kiểm tra thật kỹ điện thoại lần nữa trước khi đưa tiền, vậy mà cũng bị chiêu trò quá ma mảnh của tên lừa đảo. Nguyên Kha không biết nói gì hơn là mong nạn nhân sẽ vượt qua được cú sốc này và mạnh dạn chia sẻ lại cho người thân và bạn bè để cùng rút ra những bài học hữu ích và cảnh giác hơn với những chiêu trò tinh vi của bọn tội phạm. Chúng ta cũng nên hạn chế gặp gỡ hay mua bán trao đổi hàng hóa ở những nơi tối và vắng người qua lại. Bọn lừa đảo trong tối, chúng ta thì ở ngoài sáng. Vì vậy, cảnh giác không bao giờ là thừa quý vị nhé. Đến đây thì thời gian dành cho chuyện cảnh giác cũng đã hết. Nguyên Khai xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 16:30 chiều thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Nguyên Khai cũng rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một thiết thực hơn nữa. Chúc quý vị có một buổi chiều cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Nguyên Khai xin kính chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, thường vào những buổi cuối tuần thì bạn bè thường gặp gỡ hội ngộ với nhau. Nhưng Nguyên Khang mong rằng sẽ không có quý vị nào lại có một cuộc hội ngộ rất trớ trêu từ một người bạn cũ bất ngờ như nạn nhân trong tình huống dừng lại của chuyện cảnh giác. Hãy cùng theo dõi chi tiết tình huống này quý vị nhé.
Cô cho con ly nước cam cô ơi. À được rồi con, rồi cho chút xíu đi. Dạ. Rồi nước cam của con đây. Dạ. Nhiêu tiền vậy cô? Con gửi luôn. 25 ngàn. Ủa? Dạ. Cái tiền luôn hả con? Dạ. Ủa mà con. Dạ. Con có công việc gì ở xóm này không mà thấy mấy ngày nay thấy con cứ ghé uống nước hoài vậy? Cô cũng biết con luôn hả? Trời ơi, xóm này có mấy người đâu, quán có mấy người đâu mà cô không nhớ. Vậy hả? À con có công việc trong đây nè. Rồi con đang ngồi đây chờ đứa bạn. À, xong việc thì con đi với nó về mà. Vậy á. Thôi con uống nước đi nha. Dạ, dạ. Hơi chột dạ khi được bà chủ hỏi về việc thường xuyên ghé quán. Thái độ kỳ lạ của người phụ nữ này khiến chúng ta không khỏi nghi ngờ cô ta đang toan tính thực hiện một điều gì đó. Cô Bảy ơi, cô Bảy. Cô Bảy ơi. Ơi. Ủa, Bích hả con? Dạ. Con đi làm về rồi hả? Dạ, cô Bảy ơi, lấy cho con một dây dầu gội, dầu xả. À, còn một tiếp kem đánh răng nữa. Lấy thứ một lần vẫn dùng nha. Dạ, dạ, đúng rồi. Chờ con chút. Cô gái và chị chủ quán tạp hóa nói chuyện với nhau. Trong khi đó, người phụ nữ vừa uống nước vừa quan sát rất kỹ hai người họ. Thỉnh thoảng ánh mắt của người phụ nữ lại hướng về chiếc điện thoại trên tay cô gái. Đây, đây của con đây. Dạ. Của con hết nhiêu vậy cô Bảy? 48 ngàn hả con? Dạ dạ, đợi con tí. Quẩy lấy tiền lẻ giùm con nha. Sao không sao đâu. Ông bà mà nghe nói lúc này lương ngân hàng nhiều lắm phải không? Ừ. Ai đồn với cô Bảy vậy? Thì có nhiều mừng cho con chứ nhiêu. Dạ. Ông này tính gặp con hỏi hoài mà cũng quên luôn à. Bây làm như là Bảy xin bay ông mày á. Có đâu. Bảy này cứ chọc con hoài à. Thôi con đi về nha cô Bảy. Ờ thôi về đi con. Dạ. Nghe được cuộc trò chuyện giữa bà chủ quán và cô gái tên Bích, người phụ nữ khả nghi lập tức phóng xe đuổi theo cô gái. Vậy là đã rõ, mục đích thường xuyên lăn la ở quán nước của cô ta chính là để dò la tình hình và tìm kiếm con ngồi để ra. Anh nè, anh nào? Trời ơi, bà không nhớ hả? Học chung lớp, tôi ngồi bằng trên, bà ngồi bằng dưới. Chỉ từ những thông tin nghe được từ cuộc trò chuyện giữa bà chủ quán và nạn nhân, vậy là kẻ gian đã dựng lên màn kịch người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Người phụ nữ huyên thuyên khá nhiều, thậm chí còn gọi đúng tên cô gái, biết về nghề nghiệp của cô, khiến cô gái băn khoăn. Trời đất ơi, sao mặt không có hào hứng gì hết trơn vậy? Sao rồi? Làm ngân hàng rồi là không có quen, muốn quen bạn cũ giống như tôi đúng không? Đâu có đâu. Ủa, sao mà bà biết tôi làm ngân hàng vậy? Bảo luôn, nha là bà nhớ liền à. Bây giờ tôi bận rồi, thôi bữa khác đi ha. Làm gì, bận gì? Thì tôi có hẹn với bạn trước rồi. Thì hẹn với bạn phải không? Đúng cà phê đúng không? À. Thì đi chung, bạn của bà cũng như bạn của tôi mà. Để tôi gọi con Kim ra. Alo, Kim hả? À, gặp con bé Bích rồi đây nè. Ừ. Với hành động giả vờ đánh rơi chiếc điện thoại và nhờ cô gái nhặt giùm để tránh sự chú ý, ngay lập tức người phụ nữ đó liền đổ máy. Nào ngờ được là chị ta bịa chuyện là bạn học cũ để mà tiếp cận tôi chứ nào có chuyện đó. Mọi người phải cẩn thận đừng để mất điện thoại như tôi. Vì một cái sợ mít lòng một cái người bạn từ trên trời rơi xuống. Theo dõi tình huống vừa rồi có thể thấy ả lừa đảo đã dựng nên màn kịch rất hoàn hảo. Không chỉ dò la được thông tin cá nhân của nạn nhân mà với cách tiếp cận nói chuyện liên hồi vừa đon đả vừa trách móc rồi thân thiện, ả đã khiến cho nạn nhân tiến thoái lưỡng nan và cuối cùng là sập bẫy của ả. Còn quý vị thì sao? Nếu đặt mình trong trường hợp của nữ nạn nhân vừa rồi, quý vị sẽ xử lý tình huống như thế nào? Có thẳng thừng từ chối nhận người bạn hờ này hay cũng e ngại nửa tin nửa ngờ để rồi lọt vào bẫy đã giăng sẵn của kẻ lừa đảo? Hẳn sẽ rất khó nếu như... Em thấy quán mình đang cần tuyển nhân viên hả chị? Ừ, đúng rồi. Dạ em định xin làm phục vụ, chị cho em gặp quản lý hoặc là chủ quán được không chị? Ảnh ngồi bên kia kìa, em qua đó nói chuyện với ảnh luôn. Dạ cảm ơn chị. Dạ em chào anh. Chào em, mời em ngồi. Em tới đây xin việc làm hả? Dạ. Nhưng mà từ đó giờ em làm đâu chưa? Dạ
có, em trước em có làm một hai quán cà phê rồi, cho nên là em cũng có kinh nghiệm. Thì anh nói thiệt là bên anh cũng sắp khai trương, anh cũng cần nhân viên rất là nhiều. Dạ, không giấu với anh, em là sinh viên năm cuối, cho nên là cái thời gian học á, em rảnh rỗi nhiều lắm, em ít lên trường, chủ yếu là em học nhóm nhiều. Với lại lo làm cái đồ án cuối năm thôi anh ạ, em có thể sắp xếp em làm được. À, vậy em có mang theo hồ sơ rồi hoặc là giấy gì không? Chứng minh nhân dân nữa, để anh ra đăng ký có không? À, dạ, em có mang hồ sơ với lại thẻ sinh viên nè anh. Dạ, trước tiên em có bổ sung cái hồ sơ với lại sở yếu lý lịch thì em gửi về quê, em công chứng rồi, chưa có gửi lên. Với lại còn cái giấy chứng minh gốc của em á thì em nộp ở trường để mà làm hồ sơ sinh viên cuối khóa đó, cho nên là trường chưa có gửi lại cho em, có em sẽ đưa cho anh liền. Tôi có nhìn cái thẻ sinh viên của nó thì thấy tên, tuổi, khoa, trường. Thôi được rồi, bây giờ anh nói trước là lương bên anh không cao nữa nha. Dạ. Thì lương bên anh là lương tổng của nó là 5,5 triệu, bao ăn một buổi, một ngày làm 2 buổi, một buổi 4 tiếng. Dạ. Thế có làm được hay không? Còn tiền bo thì tụi em chia 100%, chia đều hết. Dạ, lương vậy là tốt quá rồi anh. Em chỉ cần như vậy thôi, tại vì anh biết sao, nhà em ở gần đây nè, em muốn tìm một công việc để mà em trang trải cái việc học á, cho nên là em làm chỗ nó gần thì cho nó tiện. Tại vì em không có xe. Không có xe hả? Chứ từ đó giờ em học bằng cái gì? Dạ, là trước em đi học thì em đi xe buýt, với lại em cũng hay đi bộ tại vì trường gần nhà, có khi thì bạn em nó chở em. Dạ. Một nam sinh viên tự mình đi làm thêm để tự trang trải chi phí học đã có thiện cảm với anh chủ quán. Huống hồ người thanh niên này mặt mày sáng sủa, đã có kinh nghiệm làm việc. Ấn tượng tốt về người này khiến chủ quán mất đi sự cảnh giác. Nhìn vào thẻ sinh viên thì rõ ràng tên trường, tên khoa, nên không nghi ngờ gì thêm đã nhận hắn vào làm việc. Vậy đây bây giờ em có còn hỏi gì nữa không? À, anh ơi, anh cho em hỏi là em có phải mặc đồng phục của quán hay là mặc áo trắng với lại quần tây vậy anh? À không, quán anh cũng mới khai trương thôi, cho nên là đồng phục may chưa kịp. Em cứ mặc đồ thoải mái đi làm được rồi nha. Dạ, vậy ngày mai em tới em làm nha anh. Ok, giờ mai quán anh cũng khai trương rồi, nhớ đi đúng giờ giùm anh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Xem tình huống, chúng ta thấy chủ quán cà phê dường như rất vui khi tuyển được nhân viên có kinh nghiệm, tính tình thì vui vẻ, ngoại hình dễ nhìn. Cũng chính vì vậy mà người chủ quán này không thể ngờ là mình đã rước một mối họa vào thân. Để một bộ đây. Dạ, em chào mấy anh. Em ơi, còn mấy thứ trái cây mang ra cho anh nha. Dạ, dạ. Dạ, em chào anh Nguyên. À, anh chuẩn bị đồ cúng hả? Để em phụ anh nha. Thôi được rồi, cái này anh làm được rồi. Em ra phụ sắp bàn ghế với lại mấy bạn em đi ha. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, em đi vô đây phụ anh này. Đi vô phụ anh Khiến này. Anh cho em phụ anh nha. Lên đi em ơi. Bây giờ ở đây cũng xong rồi. Thôi em qua phụ anh Nguyên bày cái mâm cúng đi, để lát anh lấy heo quay về mình cúng luôn. À, anh, hay là để heo quay đó em đi lấy cho. Tại vì nãy em cứ nói là em phụ anh Nguyên, mà anh Nguyên nói là thôi để anh tự làm. Chắc là anh muốn tự làm để mà cúng ông tổ kinh doanh cho tốt á mà. Dạ, thì để em ra em hỏi anh nha. Rồi, em ra hỏi Nguyên giùm anh. Hôm hai trường quán cũng khá lộn xộn, nó cũng tới và giúp mọi người. Sau đó nó đến chỗ tôi đang bày đồ cúng, hỏi tôi chỗ đặt heo quay để nó đi lấy giúp. Ủa, chẳng lẽ nó không mang tới sao? Dạ em không biết nữa. Là anh kia anh nói kìa, là mình phải tự đi lấy. À thôi bây giờ em tới cái ngã ba kia kìa, em vẹo trái, thang cái tường xanh đỏ, em vẹo phải, tới đó lấy cho anh nha. Anh đặt chỗ đó đó. Dạ vậy em đi nha anh. Ủa mà anh, tiền bạc sao anh? Thì cứ nói tên anh là người ta biết rồi. Anh đặt cọc tiền hết rồi, yên tâm đi nha. Dạ. Mà anh Nguyên ơi. Sao em? Anh có thể cho em mượn xe của anh được không? Tại vì em không có xe. Nếu mà đi bộ sợ lâu á, mình cúng nó bị chậm. Anh quên. Dạ. Quên em không có xe. Thôi được rồi, bây giờ để anh lấy chìa khóa xe cho em chạy. Đó, xe của anh màu đen kia, thấy không?
Dạ. Sự nhiệt tình, vẻ ngoài tự nhiên, thật thà của người sinh viên cộng thêm sự lu bu, chuẩn bị cúng kiến khai trương khiến chủ quán không hề nghi ngờ khi giao xe cho hắn không chút nghi ngại. Nhưng chủ quán không ngờ mình lại trúng quả lừa lớn như vậy. Dạ, em đi liền. À, gần đây nè, em về liền nha. Vâng, ok. Đâu nãy giờ mà chưa về ta? Chỉ cho nó rõ ràng địa chỉ rồi mà sao? Tiệm heo quay đó cũng gần quán tôi, nhưng nó đã đi hơn một tiếng rồi. Tôi khá là sốt ruột. Đúng lúc đó điện thoại từ chỗ tiệm heo quay gọi tới cho tôi. Bà chủ nói sao chưa có ai lấy heo quay cả. Cái gì? Tôi có nhân viên tên Hào qua lấy rồi mà. Chưa có ai ghé hết anh ơi, anh mau mau nha. Hôm qua em có nói anh là bên đây không có ai đi giao hết á. Tôi kêu được cái tiếng đồng hồ rồi sao kỳ cục người ta. Thôi bây giờ chị tắt máy để cái gì để tôi hỏi lại nha. Dạ rồi rồi, nhanh nha anh. Dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ dạ. Rồi giờ là chưa về. Thưa quý vị và các bạn, xem xong tình huống vừa rồi, Nguyễn Khang nhận thấy rằng thủ đoạn của tên lừa đảo khá tinh vi và rất khó để nạn nhân phát hiện. Hắn lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán khi cho mượn xe đi lấy hàng, rồi nhân cơ hội cũng luôn chiếc xe tháo chạy. Còn đối với nạn nhân, ngay cả việc đi thông báo cho cơ quan công an cũng gặp khó khăn khi mọi giấy tờ thông tin cá nhân của tên lừa đảo cũng đều không có, ngoài một tấm thẻ sinh viên giả. Và qua tình huống này, Nguyễn Khang cũng mong rằng mọi người dân nên cảnh giác hơn, nhất là những người đang có ý định thuê nhân viên cho cửa hàng quán xá của mình. Thường thì với tâm lý cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ nên các chủ kinh doanh không qua những khâu phỏng vấn hay yêu cầu hồ sơ lý lịch rõ ràng. Điều này đã tạo cơ hội cho kẻ gian trà trộn vào, giả danh người đi xin việc rồi quan sát theo dõi. Đến khi có thời cơ thuận lợi, chúng liền ra tay thực hiện hành vi lừa đảo, trộm cắp tài sản rồi cao chạy xa bay. Và qua tình huống này, Nguyên Khang cũng mong rằng mọi người dân nên cảnh giác hơn, nhất là những người đang có ý định thuê nhân viên cho cửa hàng, quán xá của mình. Thường thì với tâm lý cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ nên các chủ kinh doanh không qua những khâu phỏng vấn hay yêu cầu hồ sơ lý lịch rõ ràng. Điều này đã tạo cơ hội cho kẻ gian trà trộn vào, giả danh người đi xin việc rồi quan sát theo dõi. Đến khi có thời cơ thuận lợi, chúng liền ra tay thực hiện hành vi lừa đảo, trộm cắp tài sản rồi cao chạy xa bay. Hãy chia sẻ thông tin này đến với tất cả mọi người để chúng ta có thêm bài học cảnh giác quý vị nhé. Còn bây giờ là tình huống tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, các cửa hàng tạp hóa vừa và nhỏ luôn là điểm nhắm đầu tiên của kẻ gian. Vì những điểm buôn bán này đa số bán các mặt hàng có giá trị không cao nên ít khi đề phòng cảnh giác. Hơn nữa, tạp hóa cũng thường khá vắng khách, cũng không bảo vệ hay camera an ninh giám sát. Thế nên cơ hội để thực hiện hành vi lừa gạt của bọn tội phạm lại dễ dàng thành công hơn. Trong chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ rất bất ngờ khi xem tình huống được chuyện cảnh giác dừng lại đấy ạ. Bởi chiêu trò của bọn chúng tưởng rất đơn giản nhưng hóa ra lại nhanh như chớp và tinh vi vô cùng. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tại một số địa phương trong cả nước đã xuất hiện một nhóm tội phạm lừa đảo. Chúng tiếp cận nhà các nạn nhân, đặt vấn đề thuê mặt bằng đất để lắp đặt biển quảng cáo pin năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, chúng còn quảng bá bán sản phẩm bóng đèn với nhiều tính năng hữu ích tiết kiệm cho người dân khi sử dụng. Bằng chiêu trò này, bọn tội phạm đã tinh vi cài bẫy không ít gia đình nạn nhân. Cung cấp về sản xuất bóng đèn. Dạ, hôm nay con đến đây muốn là xin lắp đặt cái biển quảng cáo ở tại nhà cô. Là làm sao con? Dạ, có nghĩa là mấy ngày nay con đi khảo sát ở vòng vòng khu vực này nè. Con thấy được là cái nhà cô có cái sân rất là rộng. Bên cạnh đó là cái mặt tiền đường thì có nhiều người qua lại. Nên con muốn xin được lắp đặt cái biển quảng cáo đây á cô. Cậu nói vậy tôi cũng không có hiểu vậy trơn á, mà có ảnh hưởng gì tới điện đùng nhà tôi không? Dạ không có sao cô, không có gì hết á. Nếu mà tụi con xài cái phần điện của cô á thì tụi con sẽ chi trả riêng phần điện đó. Bên cạnh đó thì con trả cho cô một tháng á là 1,5 triệu tiền phí lắp đặt thuê quảng cáo ở đây. Nhưng mà công ty con á không có trả hàng tháng mà trả một lần 6 tháng cho cô luôn. Cậu nói vậy làm sao tôi tin được? Tại con có đi xuống đây và đem hợp đồng hẳn hồi, nếu mà cô muốn xác minh á thì con sẽ đưa hợp đồng cho cô xem. Dạ, hợp đồng này cô. Dạ, cô xem đi, bên đây có rất là nhiều quyền lợi của cô. Cô bây giờ có hợp cô đồng đàng hoàng đó. Dạ, cô vô nhà xem đây rõ cô, để con vô nói chuyện cô cho tiện ha.
Dạ. Cô xem đi cô. Dạ, ở đây có rất là nhiều cái quyền lợi dành cho cô nè cô. Đó. Tụi con đã ghi rất là rõ ràng chi tiết rồi. Bữa đó, có một người thanh niên tới nhà tôi, ăn mặc lịch sự đàng hoàng lắm. Nó nói nó là nhân viên tiếp thị của một công ty chuyên sản xuất về bóng đèn gì đó trên thành phố. Nó muốn thuê mặt bằng trước sân nhà tôi để lắp đặt cái biển quảng cáo. Nó nói cái biển cũng không có lớn, không tốn diện tích, cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của gia đình tôi. Tôi xem qua hợp đồng, thấy quyền lợi của bên cho thuê nhiều lắm, đọc cũng thấy ham. Tự dưng đâu đâu có khoản tiền cũng khá lớn, lại không ảnh hưởng gì tới tiền điện hết. Vì nó nói bên công ty sẽ trả một khoản riêng, nên tôi đồng ý ngay thôi. Dạ, cảm ơn cô. Bên cạnh đó thì công ty con sắp tới có chương trình tri ân khách hàng, nên con muốn gửi cô cái thư mời này. Lúc đó thì sẽ có xe riêng xuống đón cho cô yên tâm. Lúc đó thì công ty con cũng gửi cho cô luôn cái phí mà 6 tháng tiền thuê á cô. Vậy hả? Dạ, trả trước cho cô luôn. Vậy là đây có mình nhà cô là được chọn hả? Dạ, chỉ duy nhất mình nhà cô đó cô. Tại nhà cô thích hợp mà những cái diện tích sân rộng quá. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cô ơi, với sẵn tiện thì con muốn giới thiệu cô cái sản phẩm bóng đèn mới bên công ty của con. Sản phẩm bóng đèn này rất là tiện lợi và thông minh đó cô. Ừ. Mình không cần dùng điện mà vẫn phát sáng được. Sao không dùng điện sáng? Con không có nói gạt cô đâu. Cô xem nha, bóng đèn này cô chỉ cần áp cái tay vào thôi là được rồi, nó sáng. Thấy không? Hay không con? Hả? Dạ. Đó, rất là tiện. Sau này mà tối ban đêm mà lỡ cô cũng muốn đi vệ sinh á, cô không cần bật công tắc điện ở nhà làm gì. Cô chỉ cần cầm vậy thôi, áp ngón tay vô. Cô thấy hay không? Phát sáng này cô. Hay thiệt ha. Dạ. Nó còn hay hơn nữa, nếu mà ban đêm mà cúp điện á, cô có thể lấy bóng đèn này bỏ vô ly nước, tự động nó phát sáng. Phải không? Phải. Bây giờ cô không tin phải không? Cô lấy ly nước ở đây. Vậy để lấy dạ. Nước ra làm thử nha. Con thí nghiệm cho cô thấy. Đây, đây con làm thử dạ. Coi ly nước này. Dạ. Cô nhìn kỹ nha cô. Con ảo thuật nha. Cô thấy không? Cô đâu nó gạt cô đâu. Vậy mình lấy con gái dùng thử đi cô. Giá nó bao nhiêu lận? Giá cả thì rất là hợp lý. Giá là 790 ngàn. Gì dữ à? Bóng đèn gì tới mấy trăm dữ à? Cô để ý đi. Cái bóng đèn nãy giờ con làm thí nghiệm cô thấy á, rất là thông minh và tiện lợi. Và đặc biệt là rất tiết kiệm điện. Rồi nó giới thiệu tôi cái bóng đèn cảm ứng. Tôi thấy cũng hay. Lớn tuổi rồi, xài cái bóng đèn này cũng lợi lắm đó chứ. Mà giá cao quá trời, tới 790 ngàn, chứ có ít đâu. Nhưng tôi thấy tiện lợi vô cùng, lại cũng chuẩn bị có cái tiền thuê mặt bằng nên mua xài thử. Dạ, rồi con gửi cô từng thói. Lớn tuổi rồi xài gì nó cũng tiện lợi. Dạ, tiện lợi lắm cô. Sau này mà cô xài thích á, thì cô có thể giới thiệu cho con luôn. Dạ thì sẵn đây thì con cũng nói tóm chốt lại luôn là cô cũng vừa xong ký xong cái hợp đồng lắp đặt biển quảng cáo bên con. Thì con sẽ đem về trình với công ty. Rồi bên cạnh đó là 2 ngày nữa cô chuẩn bị tinh thần là bên công ty con sẽ đưa xe xuống đón cô lên tham dự chương trình hội nghị khách hàng. Dạ. Vậy là có xe đưa rước đàng hoàng dạ, ha. Dạ cô yên tâm. Dạ thưa cô con về trước nha cô. Dạ về đi. Cảm ơn cô. Dạ, con chào cô con về. Xong xuôi hết rồi. Nó đi về thì tôi gặp anh Tư hàng xóm cũng đang đi về. Tôi liền khoe với ảnh cái bóng đèn. Thì tôi nhận được cái tin sét đánh. Đi đâu về mà cái mặt hầm hầm vậy anh Tư? Tôi mới đi họp về mà thiệt bực mình ghê luôn á, già mà còn bị gạt nữa. Tụi này xảo trá quá. Gạt với vụ gì? Thì có một thằng nhỏ nó tới nhà tôi, nó muốn mướn cái sân nhà để gắn bảng quảng cáo. Thì tôi thấy tự nhiên có tiền tôi cũng thích, rồi nó mời tôi mua bóng đèn. Chết.
phải bóng đèn này không? Này nè. Ủa mà sao chị có vậy? Trời ơi. Đừng có nói là thì vậy là tôi cũng bị gạt với anh nữa rồi. Thì tôi mới đi họp ở trên tổ dân phố về nè. Các ông tổ trưởng ông nói á, cái bóng đèn này á có 70-80 ngàn à. Trời đất, thiệt không? Ảnh cũng có người tới đòi thuê đất, lắp biển quảng cáo như tôi vậy. Cũng có thiệp mời tới dự hội nghị khách hàng, cũng gạ gẫm mua bóng đèn xịn. Ảnh nói trên phường người ta tuyên truyền cảnh báo chiêu lừa đảo này quá trời, mà tôi thì lại ít đi sinh hoạt ở phường, toàn là con trai tôi nó đi nên tôi có biết gì đâu. Đúng là dại quá mà. Cũng tại tôi tham lam cái lợi trước mắt mà bị gạt thế này. Bởi vậy á, ông bà già xưa có dạy, không có tiền nào mà tự nhiên trên trời rớt xuống cho mình xài hết á. Trời ơi, già rồi còn bị gạt. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bóng đèn LED cảm ứng với giá cả đa dạng, nhưng loại có thương hiệu uy tín và đắt nhất cũng chỉ khoảng 400 ngàn. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết công nghệ, thông tin của những người lớn tuổi, những đối tượng này đã lừa bán sản phẩm với giá trên trời, trong khi trước đó đã tung hỏa mù bằng những món lợi trước mắt, khiến nạn nhân mất cảnh giác, không chút nghi ngờ. Lợi dụng những người già ít hiểu biết về công nghệ, cộng thêm chiêu tung hỏa mù về tính năng hữu ích của bóng đèn, cũng như lời hứa sẽ trả cho họ một khoản tiền kha khá mỗi tháng để lắp đặt biển quảng cáo sản phẩm, bọn tội phạm đã khơi gợi lòng tham của nhiều người, rồi sau đó dễ dàng đưa nạn nhân vào bẫy, còn chúng lấy tiền và con chạy xa bay.